Mọi người, hôm nay mình sẽ tới với đơn của một bạn có tên là Ngọc Như. Thì đây là mình sẽ lót chấm sóc vô nha. Rồi, thì đây là bao bì mà bạn đã mua nha mọi người. Bao bì mà bạn đã mua đây. Đầu tiên bạn có lấy bên mình là một em kỳ lân này, nó bị defect nha. Thì mình sale cho bạn cũng rất là rẻ, bên này em này mình nhập khá là cao. Em này rất là slow luôn ha. Tiếp theo bạn có lấy bên mình là một em mực. Mực này bên mình cũng còn số lượng tầm 1-2 em nha mọi người. Rất là mềm và chậm tăng, có cái độ cắm bút nha. Bạn có lấy bên mình là một em cá heo bị defect có giá là 15.000. Rất là rẻ. Em này thị trường cũng không có rẻ đâu mọi người. Tiếp theo bạn có lấy là hai em thỏ. Thỏ cầu vồng nha. Tiếp theo là bạn có lấy một em kỳ lân bị defect. Mình để cho bạn giá là 7.000. Tiếp theo thì bạn có lấy là một em dưa hấu, nó bị mất cái móc khóa. Rất là mềm và chậm tăng. Bạn có lấy một em cóc bắp, có giá là 13.000. Bạn có lấy một em cóc trà sữa, có giá là 13.000 luôn. Rất là mềm và chậm tăng nha mọi người. Một em macaron giá 10.000. Một em bánh phô mai tử tô màu giá là 12.000 nha. Một em donut hồng có giá là 10.000 nha. Một em phao donut. Một em càng cua. Theo là đơn hàng của em Ngọc Như. Em có lấy bên mình là những cái bao bì thường nhưng mà mình hết á, nên là mình để cho em một ít bao bì cứng nha. Thì đầu tiên em có đặt ở bên mình là một em cái mạng thầu màu vàng. Thì cái em này chất rất là khác những cái em sushi khác ha, nhưng mà chơi rất là ok và không có dễ dơ nè. Tiếp theo em có lấy là một cây kem Nhật bị lỗi. Em này là mình vừa khui hàng hoàng về từ rất là lâu rồi, nên là mình cũng đăng bán cho các bạn á. Các bạn có thể theo dõi Facebook hoặc là lên YouTube của mình á, mọi người sẽ xem cái mẫu ha. Em có lấy là một em gấu teddy cũng là hàng hoàng về luôn. Em này còn rất là mới luôn nha, hàng hoàng nhưng mà không có lỗi nhiều. Một em sushi khoai tây xanh. Em này cũng rất là mềm và chậm tăng. Hẹn mọi người 17 tháng 12 thì bên mình sẽ mở bán cái đợt hàng mới ha. Và ngày đó cũng là ngày sinh nhật tuổi mới của mình luôn. Và có những hàng mới về á, thì mình chưa có đăng lên báo giá, nhưng mà các bạn đã mua trước là thôi. Tại vì mình cũng đang về số lượng nhiều á. Bạn có lấy là một em donut sô-cô-la nè. Một em mặt sư tử này bên mình hết rồi nha mọi người. Em này thì không có chậm tăng nhưng mà rất là đẹp nha. Một em cupcake sô-cô-la có nghĩa là 10.000 thôi á, nhưng mà rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì đây là cái phần quà mình tặng cho bạn nè. Và bạn được tặng một em sushi panda nha. Cảm ơn bạn đã mua hàng. Thì đây mọi người thấy là sticker trong cái hộp của mình là nó cạn kiệt. Mình phải gọi là hết sạch bao bì và hết sạch những cái sticker luôn. Nên là những đơn sau mình không kèm á. Thì mình mong là hàng mới về á, mình sẽ về lại sticker. Thì các bạn, mình sẽ bù lại cho những bạn nào mà kiểu như là không có ha. Nên là các bạn thông cảm giùm mình. Đơn hàng của bạn này thì bạn có lấy một em bánh bao và một trái xoài. Xoài này mình chưa mở bán đó, nhưng mà mình về số lượng nhiều nên là bạn có lấy trước luôn. Và tiếp theo là bạn đã săn được một em Sumiko, mình bán với 25 cành nha. 25 cành thôi á, siêu mềm luôn. Và mọi người ơi, cái mẫu này mình hết sạch sành xanh luôn rồi, hàng hoàng nên là mới còn á. Hiện tại thì combo Nhật á là đã bị tắt pin luôn rồi mọi người, nên là mình không thể nhập. Và đây là quà bù cho bạn nha, được một em cừu nè, rất là dễ thương. Tiếp theo là đơn hàng của bạn này, bạn có lấy là một em táo xanh ha, nó sẽ bị nứt cuốn nhẹ. Một em lát bánh mì nè, một em sushi này, mình quăng vậy đó chứ nó không có bị ảnh hưởng
đó nha mọi người. Nếu như có gây khó chịu mọi người thì mọi người cho mình xin lỗi ha. Một em khế loại 1, một em bàn chân rất là hề luôn á. Em này rất là chậm tăng nha. Thì đây là đơn hàng của bạn. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Julie, tên là Phương Thảo. Bạn có lấy bên mình là một em ngôi sao chất Indo mềm và chậm tăng nha. Một em bánh sừng bò cũng rất là mềm nè. Và một em, tại vì mình lòng tí đó, nên là nó hơi lâu một xíu. Một em táo đỏ này rất là đẹp. Và em này mình cũng đã hết sạch hàng luôn. Và bạn có lấy là một em kỳ lân nó bị lỗi. Một em trái tim thì bên mình hết sạch luôn rồi nha mọi người. Không về lại nha. Khi nào mà có hàng thì mình sẽ về lại nha mọi người. Và đã hết đơn hàng của bạn rồi. Cảm ơn bạn đã mua hàng. Đơn hàng của chị Trân. Chị này là ở khu cục mình hay gửi hàng cho các bạn á. Thì chị đã mua một chú heo mập này với giá là 15.000. Thì lúc đó là mình bán rất là rẻ luôn. Và hiện tại thì mình không có về mẫu đó á, tại vì trong combo nó không có. Một em Minion, một em Minion cắm bút ha. Em này thì cũng có giá là 15.000 luôn. Chị có lấy là một em ếch có giá 15.000, siêu chậm tăng luôn á. Thì em này là khách mình đã nhường lại nè. Và tiếp theo thì bên mình chị lấy là một em cóc bắp rất là chậm tăng luôn nha. Một em bát cơm. Thì đây là video báo giá phần 1, sẽ có phần 2, phần 3 làm sau nha mọi người. Một em cốc trà sữa này bên mình hết hàng mẫu này rồi nha. Bên mình thì đã bán sạch những cái mẫu này rồi. Mình nhớ lần trước đó là bán rất là lâu luôn. Nhưng mà được cái là mỗi bạn mua một bé thì mỗi bạn cũng sở hữu được rồi ha. Tiếp theo là đơn hàng của một em có tên là Cát Tường. Em có lấy là một em dấu teddy. Em này nó hơi ố vàng một xíu. Mình để giá 15.000 nha. Rất là mềm và chậm tăng. Và một em hải cẩu màu hồng. Hiện tại thì bên mình cũng đã hết hải cẩu luôn rồi nha mọi người. Khi nào mà đợt sau mình về thì mình sẽ tiếp tục là đăng bán ha. Và tiếp theo thì em có lấy là ba em khủng long màu hồng. Em này thì mềm slow vừa thôi ha. Cuối năm rồi á nên là mình cũng không có nhập hộp về, nên là có những đơn á mình chỉ còn những hộp to thôi, còn những cái đơn nhỏ thì mình sẽ để bọc cho mọi người ha, nó cũng nhẹ ký hơn á. Và hai em khủng long xanh nè. Tiếp theo em có lấy là năm con thú ú. Thì đây là năm con mà em đã chọn. Đợt này thú ú rất là mềm và chậm tăng luôn nha. Em hổ cam này cũng siêu slow luôn nha. Tiếp theo là một em thú ú màu vàng nè. Và một em thú ú màu trắng. Đợt này thú ú thì mình khá là thích luôn á. Nói chung là nó vẫn thơm như cũ luôn á mọi người. Và tiếp theo thì em có lấy là ba cái em koala. Thì đây là em màu hồng nè và một em màu xanh dương. Em này thì mềm chậm tăng nhưng mà nhược điểm của em này là rất là dễ chóc icon. Thì có thể lột nó ra luôn ha mọi người. Xong rồi có thể là tô màu lại cho nó đẹp, cho nó dính luôn. Và em có lấy là một em mèo. Đây là cái con mèo Galaxy. Em này rất là dễ thương luôn. Tiếp theo thì em có lấy là một cốc bắp. Cốc bắp này là cốc bắp basic ha. Và tiếp theo em có lấy là một trái tim pony. Em này khá là mềm và chậm tăng. Và một em chim cánh cụt màu vàng. Và tiếp theo em có lấy là một em ma xanh. Em này khá là mềm luôn á. Và một em vịt này là mình bát lại ha. Thì nó bị lỗi nhẹ thôi á. Tiếp theo em có lấy là một em mạn thầu BT21. Và tiếp theo thì em có lựa là một em mèo sừng này. Lần sau mình sẽ về lại em này ha. Mọi người thấy là em này siêu xì lô luôn. Rất là mềm luôn á. Tiếp theo thì một em khoai tây. Mọi người thấy nó hơi mờ là tại vì nó lấy nét ở giữa, nên là nó không có ao nét ra mọi người. Và tiếp theo thì em có lấy là một cái ngựa có sừng ha. Thì mình sẽ tặng cho em ít keo sữa để về em tráng nó lại á. Một em cookie. Cái em này mình không biết tên gì, mình đọc đại mọi người. Một em thỏ tai dài nè. Và một em trứng. Cái này là trứng khủng long á, siêu mềm và siêu chậm tăng luôn. Và cuối cùng là cái phần quà mình dành tặng cho đơn hàng của em. Nên là đơn của em còn hàng á, nên là mình sẽ quay sau ha. Thì hiện tại mình sẽ quay trước nhiêu đây. Và đây là phần quà tặng cho em nè. Cảm ơn em đã mua hàng ha.
Tiếp theo là đơn hàng của em Ngọc Như. Đầu tiên là mình sẽ xịt nước hoa ha. Giờ là mình còn những cái hộp size này á, cho những bạn nào mua nhiều nhiều á. Và lần sau tới Tết thì mình sẽ nhập những cái hộp về để gói cho nó ok hơn, cho bạn nào thích gói hộp ha. Em này có đặt bên mình là 50 cái bao bì kính nha. Thì đây mình sẽ để vào trong đây luôn và gói bao chống sốc để khi em mở hàng á, nó cũng không có bị rách nha. Và đầu tiên em có lựa chọn là một em thú hổ, rất là mềm mà chậm tăng. Và tiếp theo em có lấy là một em đậu hũ màu hồng, chất loại 1. Em này rất là slow và được đựng trong bao bì cứng nha. Đa số những em sexy giá trên 20k mà đẹp đẹp á, thì mình sẽ bỏ bao bì cứng cho mọi người nha, nhìn cho nó sang trọng hơn á, nói chung nhìn cho nó đẹp hơn á. Và em có lấy bên mình là hai em hải cẩu trắng, thì mỗi bạn chỉ được mua 1-2 em hải cẩu thôi á, không có được lấy hết á mọi người. Tiếp theo thì em có lấy là một em trái cam và một em trái tim I love you, rất là đẹp luôn á trời, trái tim mà nó xết. Rồi tiếp theo thì bạn có lấy là hai em bánh bao chữ, em này thì khỏi phải nói là rất là chậm tăng luôn rồi nha. Tiếp theo thì em có lấy là một trái dưa hấu, rất là mềm và slow, em này to như lựu đạn luôn á mọi người, nhưng mà nó sẽ có nhược điểm là cứng nhẹ ha. Tiếp theo em có lấy là hai em cà rốt màu cam, hai em thì mình lấy giá rất là rẻ luôn á. Và tiếp theo thì em có lấy là một cái bánh ốc dẹp nha, có giá là 13.000 nè, nó bị dẹp á nhưng mà bóp vẫn rất là ok luôn, em này chơi khá là thích nha mọi người. Tiếp theo thì em có lấy là một trái lê vàng nha, có một cái móc khóa rất chi là xịn sò và nó khá là chắc chắn. Tiếp theo em có lấy là một em macaron trắng bên mình thì hết hàng rồi, hiện tại thì mình chỉ còn hai em macaron đỏ thôi ha. Tiếp theo thì em có lấy là một em koala, em về em có thể tháo icon ra và vẽ lại nha, tại vì icon nó dễ bị trống á chứ không ảnh hưởng gì tới sushi nè. Em có lấy là một em vịt to này, bên mình lần sau sẽ về hàng ha. Và tiếp theo là một em khiên màu xanh này, rất là chậm tăng luôn nha mọi người, mình cũng hết sạch khiên rồi nha. Và tiếp theo em có lấy là một em bánh khối, các bạn có thể xem ảnh sushi rõ hơn ở Facebook của mình ha. Và tiếp theo em có lấy là một cái miệng thầu với giá là 10.000, miệng thầu mặt cười này bên mình bán với giá là 10k ha, nó là chất mút nha mọi người. Và một em táo xanh và một em bánh phô mai. Tiếp theo thì em có lấy là một em trứng khủng long mà cái màu này rất là xinh luôn á, hình như đây là cái cuối cùng của em rồi hay sao á. Đây là phần quà mình dành tặng cho đơn hàng của em, là một em mực nó chỉ lỗi nhẹ thôi và một hũ slam màu hồng ha. Thì slam này thì em có thể về fit thêm borat hoặc là dung dịch rơ miệng nha, tại vì mình hết dung dịch rơ miệng á nên là cái slam nó hơi lỏng một xíu, nên là em có thể về fit lại giùm chị chứ không thì nó rất là dính tay ha. Rồi cảm ơn em đã mua hàng, thì bây giờ mình sẽ gói lại luôn. Tiếp theo là đơn hàng của em Thanh Thúy, thì em muốn mình gói hộp á, cho nên là mình sẽ gói hộp cho em, bởi vì mình còn một cái hộp size vừa đơn em thôi. Đầu tiên là mình sẽ xịt nước hoa, và em có lấy là một cái combo 50k, thì đây là combo lỗi nha, bên mình vẫn còn và các bạn có thể nhắn tin thì bên mình sẽ gửi ảnh nha. Đây là hai cái bao bì mà em đã mua và một cái phần quà mình dành tặng cho đơn hàng của em. Và em có lấy là một em macaron màu trắng, một em trái chuối nhật với giá là 12.000, và một em dứa này thì có giá là 15.000, và tiếp theo là một em cúc khác có giá là 12.000 màu hồng ha mọi người, và một em bánh ốc có giá 15.000, em này chơi rất là đã luôn. Một em macaron xanh có giá là 15.000, một em macaron đỏ có giá là 12.000, em này thì slow vừa thôi. Mọi người thấy mình để bao bì vậy mình không dám bóp mạnh á, tại vì mình sợ nó nhăn cái bao bì á. Và một em máy chơi game và một em trái cam ha. Thì đây là hết đơn hàng của em rồi, thì mình có tặng kèm cho em một sushi cho những bạn nào mua đơn hàng trên 150k đây. Thì bình thường các shop khác mình thấy họ không có tặng, tại vì nếu họ tặng thì họ sẽ không có lời hoặc là không lời nhiều, nhưng mà do là mình khá là quý mến khách á nên là mình cũng tặng cho mỗi bạn những bạn được đơn hàng trên 150k ha. Thì bây giờ mình cũng sẽ có đơn hàng của em này luôn. Do là gói hàng mỗi đơn khá là lâu nên là mình thường là
chỉ quay vài đơn cho các bạn xem thôi ha, nên là các bạn cũng thông cảm. Và khi các bạn nhận hàng thì nhớ quay video inbox lại cho mình, thì bên mình mới giải quyết cái sự thiếu hoặc là lỗi gì ha. Nhưng mà mỗi lần có lỗi thì chắc chắn là do bên vận chuyển họ làm sẽ có cái nứt nhẹ hoặc là như thế nào đó, các bạn cũng thông cảm bỏ qua nó nếu như nó không quá lớn ha. Tiếp theo là đơn hàng của em Như Huỳnh. Em có lấy là một em chuối vàng giá 12, một em macaron tím giá cũng 12.000 luôn, một em trái táo nó hơi mớp nhẹ một xíu giá là 10.000, một em chân mèo giá 15.000, chân mèo đen ha, và một em xoài này thì bên mình mới về thôi á, giá là 16.000 một em nha. Một em macaron màu hồng với giá 12.000 và một em hamburger giá là 12.000 luôn. Và tiếp theo thì đây là cái hải cẩu mà em đã đặt nè. Hải cẩu này rất là mềm và chậm tăng, nó không có lỗi gì luôn á. Rất là may mắn khi mua được em không lỗi. Và một em thỏ, thỏ này với giá là 15.000, mình còn màu vàng nha mọi người. Tiếp theo thì đây là phần quà dành tặng cho em, do là đơn của em chưa được 150k. Tiếp theo là đơn của em Anh Thư, thì lâu rồi em mới quay lại ủng hộ mình á. Em có lấy một cái trứng này bên mình mới về nhưng mà mình chưa có đăng video á. Thì em này là size to nha. Em này rất là mềm và slow, em nhìn thấy rất là cưng luôn á. Và bạn này có lấy là một em dưa hấu nè, siêu chậm tăng luôn ha. Và tiếp theo em có lấy là một em bánh bao chữ, thì em này cũng khỏi phải nói là rất là chậm tăng rồi. Một em kem này có giá là 10.000. Một em khủng long màu hồng để cắm bút ha, các bạn thường cắm bút để đi học đó, nên là mình thấy rất là dễ thương luôn. Một trái đào tiên nè, và một em cóc bắp chất Indo bên mình cũng hết sạch mẫu này rồi nha. Một em xoài giá 16.000. Một em này là mình tặng á, nhưng mà mình bỏ nhầm vào trước cái video sau luôn. Và em có lấy là một bánh ốc nè với giá 10.000. Và đây là cái cây bút Wixi mà em đã lấy, thì về chọn vô giùm chị nha. Đây, cái đây là bút đen, mình có thể thay ruột là bút xanh hoặc là bút gì cũng được. Và đây là cái phần quà này, một cái bánh quy tặng cho em nha. Cảm ơn em đã mua hàng. Đơn hàng của em Thu Nguyên, thì em có lấy là một cái bánh ốc, nó bị defect nhẹ nhưng mà vẫn móc ok, có giá là 13.000 á. Và một cái hương này thì mình cũng đã báo trong clip báo giá là nó sẽ bị cái sừng như thế này, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì, em có thể chấm keo sữa hoặc là tháo nó ra luôn nha. Một em bánh bao chữ, thì hiện tại bên mình chỉ còn hai em bánh bao chữ thôi nha. Và tiếp theo thì em có lấy là một cái sừng trâu, nó nhỏ nhưng mà nó rất là chậm tăng. Một em kem trắng này, là kem này là handmade đó. Và tiếp theo em có lấy là một cái cốc cà phê giá 15.000 nhưng mà lại rất là đẹp. Em này thì nó bị defect ha mọi người. Và cuối cùng đã hết đơn của em này rồi, thì đây là quà tặng mình dành tặng cho đơn em này, thì bây giờ bên mình cũng hết sạch quà luôn. Và tiếp theo là đơn hàng của chị Trân. Chị này là lấy một em bánh mì dài nè, và bốn cái móc khóa, và một em bánh khối. Và tiếp theo chị có lấy là một em lát bánh mì rất là chậm tăng. Và cuối cùng là chị có lấy một em chuối nha. Cảm ơn chị đã mua hàng.